Những nhân vật được mong chờ nhất lúc này trong ta dài, tinh Jun, sau một thời gian dài mất tích thì cuối cùng cô ấy cũng đã chính thức trở lại. Kỳ này là hàng diêu 100% không phải pha kè như hồi chúng ta mới vào Lufu. Có thể anh em đã quên thì tinh Jun chúng ta gặp khi mới vào Lufu là Fantania đóng giả. Kỳ này tinh Jun sẽ xuất hiện với một nhân dạng mới là Fu E Cử vĩ chín đuôi khoảng vào 2.7 sẽ có. Nhìn đẹp vô cùng quá là oách xà lách. Nhưng cô ấy không biết anh em là ai đâu. Hơ ta form 5 sao. Hiện tại vẫn chưa rõ là bao giờ cô ấy sẽ chính thức xuất hiện nhưng từ tấm ảnh này chúng ta có thể thấy được đây là một hơ ta hoàn toàn mới với nhân dạng con người thật sự không phải là một robot như phiên bản mà chúng ta gặp trên đội tàu rất là quyến rũ đấy dự là vào phiên bản cập nhật tới của vũ trụ mô phỏng thì chúng ta sẽ được gặp cô ấy hoặc có thể là không nhưng rất đáng mong chờ có thể nói hiện tại đây là hai nhân vật được quan tâm nhất lúc này dự là bản 2.7 tới sẽ rất là bùng nổ nếu thông tin về ngày ra mắt của tinh jun là đúng thì kỳ này sẽ có rất là nhiều anh em sẽ dùng cháy hết lượng ngọc ánh sao dự trữ của mình để có thể lấy về được cô ấy tôi cũng đang tích dần ở đây được một bớ rồi hy vọng kỳ này sẽ không bị kiếm khôn ian quy nám những con pet thú vị trong hôn cai sở ta dai thỏ của Linh Sa, tuy chỉ là một con pet được tạo nên bởi hương nhang của Linh Sa nhưng đây không phải là một đám khói bình thường vì nó cũng có cảm xúc và nhận thức của riêng mình. Ngoài công dụng dùng để trị thương ra thì con thỏ này còn có thể tấn công kẻ nào dám có ý đồ với Linh Sa như là một vệ sĩ vậy. Sát thương của con này rất mạnh đấy. Năm bi của Topa thì đây chính là con pet toàn năng nhất trong Star vì việc vì nó cũng có thể làm được từ thu họ, tính toán, tìm kho báu, tấn công vân vân có thể nói là thú cưng mà ai cũng muốn có được nhất vì nó quá là đa năng, đồng thời cũng là con heo vũ trụ duy nhất không sợ con người. Mấy con khác khi thấy người thì chạy mất tiêu vì sợ bị săn lấy 60 ngọc ánh sao. Lân của Guinefen là một biểu tượng của sự may mắn con lân này của Guinefen giúp cô ấy khá là nhiều việc trong cuộc sống, từ việc biểu diễn đường phố cho đến chạy việc vặt. Ngoài ra nó còn có thể thực hiện rất nhiều trò tạp kỹ phức tạp nữa cụ thể là gì thì tôi chưa xem, nhưng chắc chắn là sẽ có vì tất cả đều nằm trong bộ bí kỹ sinh tồn của Guinefen. Ngoài ra khi livestream có thể dùng để thu hút nhân khí nữa, ai mà không thích sinh vật dễ thương như thế này chứ? Những thông tin thú vị trong hôn cai sở ta dài, bộ di vật nhiều màu sắc công viên chuối kỳ ảo một bộ di vật mới xuất hiện gần đây. Theo ghi chép được biết thì bộ di vật này được tạo ra khi một phòng thí nghiệm bí ẩn nào đó vô tình bị một loại virus đặc biệt tên là mim tấn công. Nhìn theo cấu trúc cơ bản thì quả chuối bị tách ra làm hai này chính là vật được đem ra thí nghiệm điều tôi thắc mắc là họ có thể tìm ra được bí ẩn gì với quả chuối này. Ngoài ra ngài Dinh có thể xài được bộ này á. À? Tin Ghiun, có thể anh em đã biết thì chỉ còn vài bản cập nhật nữa thôi thì cô ấy sẽ chính thức quay trở lại Lufu. Có thể nói chuyến vận tiêu của Tin Hyun đã kết thúc. Tí nữa thì cô ấy đã ý xe cai qua thế giới mới vì không rõ tình hình của Tin Hyun nên mọi người ở Lufu đã làm lễ tiễn đưa cho cổ rồi nên mọi thứ về Tin Hyun ở Lufu này đã chẳng còn gì đã mất hàng lại còn mất trí nhớ bồi thêm quả mất việc tí nữa thì đi bán muối chuyến vận tiêu này của Tin Hyun phải nói là lỗ cực đặng luôn cách để có tai thú dành cho các anh em đam mê bộ môn cosplay nhân vật thì ngay tại vị trí này ở Jarilo có một bé gấu tele lại đây thì anh em sẽ thấy nó đang ngồi với bộ mặt rất là thờ ơ giờ thì chỉ cần di chuyển nhân vật của anh em sao cho nó khớp như tôi là được rồi thì chụp ảnh lại thế là chúng ta đã có ngay một tấm ảnh nhân vật có cosplay gấu rất là nghệ thuật các nhân vật tiên phong trong hôn cai ta dai hệ phong có thể bạn không để ý như thật ra các nhân vật mang hệ phong trong star dai có số phận vô cùng là bi thảm vì ai trong số họ cũng đều mất đi một người quan trọng nhất không rõ là vô tình hay cố ý nhưng hệ phong trong cả hai tựa game nổi tiếng của nhà mi đều có chung công thức tạo nhân vật như này rõ ràng là có một âm mưu nào đó ở đây à người tiên phong cho hệ này là bronia ai chưa biết câu chuyện của cô ấy thì vô đây tìm nhé Sunday nhân vật nam đầu tiên của hệ Hòa Hợp như mọi người đã biết Hòa Hợp là một trong các hệ mạnh nhất trong Star Rail với khả năng gần như là vô hạn. Có thể nói không cần biết bạn là ai, chỉ cần bạn mang trong mình vận mệnh Hòa Hợp thì bạn sẽ auto mạnh và sẽ luôn được. Mọi người chú ý đến, cùng chờ xem Sunday sẽ làm nên kỳ tích gì khi là người tiên phong của hệ này nhé. Dinh cha hệ lôi mạnh nhất là người đứng đầu của liên minh Du, người có sức mạnh gần như vô địch một địch vạn quân, đẹp trai ngầu lòi, thông minh là tất cả những gì mà ngày ấy có người đặt nền móng cho việc dù có làm gì thì bạn nhất định phải có một hỗ trợ có thể giải hiệu ứng không thì cúc. Đồng thời cũng là nhân vật đầu tiên bị lùi đòn đánh theo sau khi bị tun, cũng là người duy nhất có bài rap riêng nói về mình, có thể nói là ông hoàng tiên phong luôn. Vì sao bạn nên có Rapa trong Honkai Star Rail có thể di chuyển với tốc độ cao, thì có thể nói đây chính là nhân vật hoàn hảo nhất được tạo ra để dùng để đi mép. Khi dùng chiến kỹ thì Rappa sẽ leo lên tấm ván trượt được làm từ phi đao của mình và chạy băng băng về phía trước với tốc độ cực kỳ là nhanh. Dùng để đi mép thì quá là tuyệt vời luôn thời gian tồn tại của chiêu này cũng rất là lâu rất phù hợp để dùng di chuyển. Kết ấn siêu VIP thì sau khi sử dụng tuyệt kỹ thì Rappa sẽ bước vào trạng thái kết ấn như thế này và nó sẽ duy trì được 3 hiệp. Trong trạng thái này thì Rapa sẽ được tăng hiệu suất phá vỡ điểm yếu và tăng tấn công kích phá của kẻ địch. Nhìn chung mọi thứ đều khá là bình thường. Thứ mới mẻ ở đây chính là chúng ta sẽ được thao tác chiêu thức của cô ấy ở góc nhìn thứ nhất tạo ra cảm giác như mình tự kết ấn vậy khá là mới mẻ. Nhìn chung thì bộ kỹ năng của Rapa khá là ổn, giúp chúng ta có thể tăng được khá là nhiều chỉ số phá vỡ điểm yếu và kích phá cùng với giảm sức bền của mục tiêu. Phong cách chiến đấu khá là mới lạ khi cô ấy bước vào trạng thái kết ấn. Nhìn cái cách cô ấy kết ấn làm tôi nhớ tới tựa game nào đó nhưng quên tên mất tiêu rồi có anh em nào nhớ thì comment nhé. Những sự thật thú vị về Rapa ninja chất chơi, có thể nói Rappa là một nhẫn giả rất là đặc biệt, cô ấy thông thạo gần như mọi thứ, từ nhẫn thuật, chú thuật cho đến cả việc hát rap, lướt ván trượt vân vân, gần như là đủ nghề của các dân chơi luôn. Bằng một cách thần kỳ nào đó thì Rappa đã kết hợp được tất cả những bộ môn ở trên lại thành một và tạo ra một phong cách ninja hoàn toàn mới của riêng mình. Ninja sử dụng chú thuật thì thay vì phải sử dụng ám khí như các nhẫn giả truyền thống thì Rappa đi theo một con đường hoàn toàn khác với các bậc tiền bối của mình. Thay vì cầm vũ khí để chiến đấu như các ninja xưa thì Rappa nhận thấy nó quá bình thường nên cô đã kết hợp vũ khí của mình cùng các câu thần chú, kèm theo việc kết ấn để có thể điều khiển vũ khí từ xa để nhất kích tất sát quá là sáng tạo luôn sở thích nghiên cứu chú thuật và các khoảng thời gian rảnh rỗi thì Rapa thường ngồi xuống ở một nơi nào đó để có thể tập trung nghiên cứu và tạo ra các câu chú mới. Thực ra lúc này là đang ngồi rap, không chỉ thế cô ấy còn luyện tập vẽ các ký hiệu đặc biệt thực chất là đang vẽ bậy. Ngoài ra Rapa cũng là một người rất đam mê học tập bằng cách đọc truyện tranh. Đây là ba thú vui lớn nhất của Rapa những thông tin kỳ thú trong hôn cai star men và match 7 có thể anh em không biết thì trước khi có phòng riêng ở trên đội tàu thì chỗ ngủ của men chính là ở chỗ phòng của match 7 nghe mọi người nói là men nữ thì sẽ ở chung với match 7 còn men nam thì sẽ ở phòng với đan hang thông tin lụm nhé nếu bạn đến phòng của đan hang thì sẽ thấy nó đơn giản đến lạ luôn chỉ có một chiếc bàn làm việc lớn và một bộ chân mền để ngủ Men và Rapa thì mới đây thôi bằng một cách thần kỳ nào đó thì Rapa đã chui vào được phòng của Men ở khách sạn tại Penaconi, tiện thể chui vào luôn bồn tắm chỗ kết nối để vào được giấc mơ. Điều tôi chú ý ở đây chính là dù cho đã vào đồn tắm nhưng cả hai người họ đều không hề tháo giày ra. Để vậy mà ngủ được thì cũng tại đấy. Hóng biểu cảm của Men khi tỉnh dậy thấy Rapa nằm kế bên sẽ ra sao? Từ những dữ liệu có được ở đầu clip thì tôi mới nhận ra là đến tận bây giờ thì ở trên đội tàu Ashur Main vẫn chưa hề có phòng riêng mặc dù đã được đề cập đến việc có phòng ở mới. Nhưng căn phòng thực sự của Men vẫn chả thấy đâu và ở cuối hành lang của khoang tàu có một cánh cửa không thể tương tác được tôi đoán đây chắc là phòng của Men. Dự là nó sẽ được mở ra vào một sự kiện đặc biệt nào đó. Đây là Dan Hang, anh ấy từng là đại trưởng lão của tộc rồng hara một chủng tộc có sự sống gần như là bất tử của liên minh Sienju. Anh ấy từng chơi rất thân với bốn người này. Nhóm này từng được xem như là một thế hệ vàng của liên minh, nhưng không ai chiến tranh với quân đoàn Chu Phú nổ ra khi vị thần của sự Chu Phú ban tặng cho Liên Minh cây chủ Phú, còn những người thờ phụng bà thì éo được cho nên họ cay và đánh lên Xianzhou, cuộc đại chiến nổ ra vì một cái cây đầu tiên trong vũ trụ. Đan Hang cùng đồng đội của mình chiến đấu quyết liệt, nhờ sự quyên sinh của chị cáo này nên trận chiến mới kết thúc. Anh Đan Phang và Ian Sinh vì quá nóng vội nên đã dùng thuật hồi sinh để giúp chị này sống lại, nhưng vì kinh nghiệm không đủ mà cả hai đã hồi sinh lên một kẻ địch mới mạnh hơn, làm cả liên minh phải đặt dấu chấm hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra. Kết quả làm nổ ra cuộc chiến thứ hai. Theo tu nhớ không sai thì lúc này chị Dinh Lưu đã bị dính lời nguyền chủ phú. Sau khi cuộc chiến kết thúc cả ba người này phủ đích bỏ đi và để lại tất cả rắc rối cho anh Không Sai cổ này giải quyết. Anh Rồng Xanh thì thay đổi phân vận và trốn lên đội tàu Asso còn anh Ian Sinh thì đổi tên thành Blay và săn đuổi anh rồng. Chị Dinh Lưu thì mất tích, kết thúc một thế hệ vàng mãi đến lâu sau họ mới được gặp lại nhau. Môn phái của Dinh Lưu, đây có thể xem như là một môn phái lâu đời tại Xianzu, tồn tại đã được hàng trăm năm và đến nay đã truyền qua được tận bốn đời, mỗi đời đều có một kiếm thủ xuất chúng sẽ được sinh ra. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đời sư tổ Dinh Lưu, kiếm sĩ mạnh nhất của Xianzu. Nhờ vào kiếm thuật xuất chúng của mình cô ấy đã chinh phục được gần như mọi vinh quang cao nhất tại đây, nhưng kết thúc cuối cùng thì không mấy đẹp đẽ khi thảm họa chủ phú xuất hiện. Trong trận chiến này mặc dù chiến thắng nhưng Dinh Lưu đã mất đi gần như tất cả bạn bè và chiến hữu và phải đi tha hương. Một đời kiếm thủ số một kết thúc ở đây. Đời thứ hai chúng ta có dinh cha, đệ tử của kiếm thủ hàng đầu Sienju, một người vô cùng tài năng vì có thể leo lên được hàng tướng của Sienju khi tuổi đời còn rất trẻ bao nhiêu tuổi rồi thì tôi không biết. Thì anh ấy cũng trải qua trận đại chiến thảm họa, chu phú nhờ vào sự chỉ huy tài tình của mình anh đã giúp liên minh tránh được rất nhiều tổn thất, một trong các bộ não chiến lược mạnh nhất, đồng thời cũng là người dọn dẹp chiến trường đỉnh cao khi giúp Ian Sinh và Dan Feng giải quyết thảm họa kép do dùng thuật hồi sinh. Hiện anh ta đang có thời gian nghỉ hưu vô cùng thoải mái vì mọi thứ đã có phù khanh làm hết đời thứ ba ian win có thể nói môn phái này chọn lựa đệ tử rất là đỉnh vì ai trong số họ cũng là các kiếm sĩ hàng đầu trong mọi thời đại ian win cũng là một trong số đó nhưng đó là trước khi nhà khai phá xuất hiện sau khi nhà khai phá đến thì cái danh hiệu người trẻ tuổi mạnh nhất cũng dần biến mất khi cậu ấy liên tiếp thất bại trận đầu tiên là trận chiến với sư tổ bị cô ấy cho ăn vài đường hành cơ bản kế đến là bị hai kẻ tha hương là bị bled và đan phang hành dinh tra phải ra mặt hòa giải mới cứu được <laughs> thì đây là các trận với người quen nên không sao thua vẫn còn tí mặt mũi vì họ đều là các thiên tài của thời đại trước về sau nữa thì bị tà vật điều khiển vân vân có thể nói là ăn hành ngập bồm luôn nhưng bù lại sau mỗi lần thất bại thì cậu ấy lấy lại tinh thần rất nhanh và lại lao mình vào luyện tập tiếp ý chí học hỏi cực bệnh luôn đời thứ tư mắc bảy mặc dù kiếm thuật không phải thuộc hàng đỉnh cao như các sư phụ của mình nhưng mắc bảy cũng để lại dấu ấn khá sâu sắc xuất phát điểm của mắc bảy không phải là một kiếm sĩ cũng không phải là một người yêu kiếm thuật cô ấy chỉ đơn giản là muốn học kiếm để cho biết tiện thể giảm cân thôi nên không thể nào so sánh với các người đi trước được đời thứ tư khá là bình lặng vì hiện tại vẫn chưa có trận chiến thực sự lớn nào trận đánh duy nhất cô ấy tham gia với tư cách đệ tử đời thứ tư chính là trận với tà vật sói cô độc cùng với ian win và iunli nhưng nhân vật chính của trận này là facial. trên đây là tổng hợp phun về các đời lão tổ và và đệ tử môn phái của Dinh Lưu không biết là có thiếu ở đâu không? Anh em thấy thiếu chỗ nào thì sửa giúp tôi nhé những việc không nên làm trong hôn cai sờ ta dai, không nên chọc ngài dinh cha, có thể nói ngài dinh của chúng ta là một trong các nhân vật được déo tên nhiều nhất game, vui hay buồn gì thì anh em cũng sẽ nhắc đến và thảo luận tìm cách để giúp ngài mạnh hơn nhưng thật ra những giải pháp ấy đều không có hiệu quả vì khi thân quân đạt được 10 sờ tách mà dinh cha bị ăn choáng thì cũng như không, không được lấy đồ ăn của Junli, điều cấm kỵ nhất không nên làm đó chính là giành mất đồ ăn của chị em phụ nữ, đặc biệt là Junli, có thể bạn đã quên thì Junli đã từng đuổi theo một con lân tận ba con phố vì nó dám lấy mất thanh kẹo hồ lô mà ngài dinh tặng mình, cuộc rượt đuổi có thể nói là vô cùng gây cấn luôn tiếc là đến cuối cùng cô ấy vẫn không lấy lại được không được chọc cờ la ra điều tối kỵ luôn vì chọc cờ la ra là tương đương với việc bạn chọc Sverong ông ấy là một người máy có sức mạnh rất là khủng khiếp có thể bắn tia laser ra từ bàn tay y chang như iron man vậy sức mạnh cực kỳ là mạnh luôn nội việc được Sverong đựng má thôi cũng đủ giúp anh em chuyển từ ăn cơm sang ăn cháo rồi vì thế đừng nên chọc cô bé này Đừng để gì Himeko mời bạn cà phê vì một khi đã uống vào thứ nước màu đen tự nhận là cà phê của gì Himeko thì bạn chắc chắn phải có một buổi trao đổi với bác sĩ về cái dạ dày của mình tổng hợp những cơ quan giải đố trong hôn cai đi lên ô trống, chạm không gian Herta, cơ quan giải đố đầu tiên mà chúng ta tiếp xúc khi mọi người mới chơi game, thì giải đố này cũng khá là đơn giản nhiệm vụ của anh em chỉ cần đi làm sao cho tất cả mấy cái ô này sáng lên hết mà không bị ngắt quảng là được. Nối điểm, Zarilo, cơ quan giải đố thứ hai, như anh em đã biết đặc sản của Zarilo chính là robot ở đây có rất là nhiều người máy đã bị hư khi chiến đấu nhưng chả có ai sửa hết. Cái cơ quan này đa phần nằm ở trên bọn robot này, chỉ cần anh em nối xong điểm thì mấy con robot bị hư sẽ hoạt động lại bình thường. Quay la bàn, Liên minh Sianju, cơ quan thứ ba, ở Liên minh có rất là nhiều thuyền sao trẻ hàng và đa phần bọn chúng đều là tự động lái vì thế nên đôi khi sẽ có vài con thuyền bị lỗi dẫn đến tình trạng chúng không thể đến bến được. Nhiệm vụ của anh em là phải quay cái la bàn này cho đến khi tất cả đèn đều có màu xanh như này, thuyền bị lạc sẽ tự động về bến ảnh phản chiếu Penacony, cơ quan thứ tư thì ở Penacony thứ không thiếu nhất chính là đồng hồ, đi đến đâu cũng thấy. Cơ quan phản chiếu này thường được tìm thấy ở mấy cái đồng hồ bị hư nằm trên đường như thế này. Nhiệm vụ của anh em là di chuyển cái gương phản chiếu này để nối thành đường đi để giúp thợ đồng hồ lấy linh kiện về sửa đồng hồ hư. Đây là Tim Giuun, một cô nàng hồ ly xinh đẹp và thông minh nhưng cũng cực kỳ là xui xẻo của liên minh Xianzhou. Vào năm 16 tuổi nhờ vào tài năng ăn nói và sự khôn khéo của mình, cô ấy đã có thể giúp liên minh liên kết được với 16 nhóm thương mại kèm theo một hiệp ước kinh tế với công ty Hành tinh Hòa bình, đúng chuẩn con người ta nhưng vào một chuyến công tác cô ấy đã bị một người lạ tên là fantania đánh bất tỉnh và thế chỗ xong bỏ cô ở lại chỗ nào đó sau khi đánh cháo được thân phận thì cô ta theo đoàn thương gia về lại sianju nhờ tài năng diễn xuất đỉnh cao nên không ai phát hiện ra điều bất thường của cô ta mục đích của việc này là để lấy được cổ vật của ILC để có được sự bất tử đồng thời muốn dùng nó để kiểm soát ngài dinh để gây nên sự hỗn loạn nhưng không ai kế hoạch của cô ta đã bị thất bại bởi con bé thích lục thùng rác này sau một hồi liên thiên về đạo lý thì cô ta đã bị đánh bại nếu tập trung đánh thì win rồi đúng như câu nói phản diện thua do đó nhiều. Sau khi thất bại thì cô ta vứt bỏ lại lớp ngụy trang của Tin Hyun và chạy trốn. Mọi người sau khi biết tin về Tin Hyun thì đã rất đau buồn và là một lễ tang cực kỳ lớn cho cô ấy. Lý do vì sao Tin Hyun hay bị bọn quái nhắm đến là do bọn quái ngửi được mùi hách đôi của Fantania chứ không phải Tin Hyun. Đây là Teo là một con báo chính hiệu. Cô ấy là một du khách cùng gia đình của mình đến hành tinh giấc mộng Penaconi để du lịch vào một ngày đẹp trời trong lúc đang đi dạo cô ấy vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người này. Được biết thì họ là fan cuồng của Robin và rất là muốn mua album của thần tượng. Nhưng vì không đủ quyết đoán để lựa chọn nên chưa kịp làm gì hết thì album đã được bán hết và cả hai đang than trời trách đất. Teo la tính nói gì đó thì bỗng nhiên có một thanh niên đến và nói anh ta có album mới của Robin muốn bán nhưng vì là hàng VIP nên giá phải gấp 5 lần. Vừa nghe đã biết gian thương, nghe giá gấp 5 năm lần hai bạn fan kia khoái lắm mua ngay luôn không trả giá. Thấy có người bị lừa nên Teo La cay lắm dọa sẽ báo chính quyền nhưng tên kia không quan tâm và đuổi cô đi. Ai ngờ Teo La chơi thật chạy đi báo cáo luôn. Vừa nhận tin quản lý của Robin liền đến cùng vệ sĩ tóm gọn tên gian thương. Hỏi ra mới biết thì ra tên này là quản lý của một phòng thu âm hợp tác với Robin nên có vài bản thu muốn bán kiếm chút lợi. Quả này mà có săn đây ở đây thì ông này tiêu. Sau khi mọi chuyện kết thúc thì Teo La được tặng hai bản album mới của Robin như một phần quà. Quả là một ngày may mắn. Đây là tín sứ. Cô ấy là một thành viên của sảnh đường hồi ức người có thể giúp bạn tiến vào được sảnh đường lãng quên nơi cất giấu một kho báu khổng lồ được làm mới vào mỗi tháng về cơ bản cô ấy là một tín đồ của ion ly nhiệm vụ là lang thang khắp nơi để giúp ông thu thập ký ức việc thu thập ký ức này thật ra cũng chả có gì quá tà môn đâu trong vũ trụ có rất nhiều hành tinh cùng với nền văn minh bị tàn phá bởi quân đoàn phản vật chất và ion hủy diệt các tín sứ có nhiệm vụ là đi thu thập tất cả những thông tin về các hành tinh đó xong đem về bỏ vào ngân hàng ký ức để cho mọi người biết là trong không gian bao la từng tồn tại một hành tinh như thế để có thể ứng tuyển vị trí tín sứ của ion Fuli bạn phải là nữ, tuổi tác không quan trọng, chấp nhận từ bỏ thân xác phàm trần và trở thành một virus meme phúc lợi khi làm việc cho Ion fully đó là bạn sẽ được bất tử và có thể di chuyển qua lại giữa các thế giới. Nói chung thì ở trên đội tàu hình như chỉ có mình Stella là có thể giao tiếp được với tín sứ thôi vì Stella là hiện thân của khối u vạn giới nên ký ức của cô ấy rất là có giá trị. Ion Fuli cũng rất hứng thú với một hiện thân kỳ lạ như vậy. Quá khứ và tương lai của Stella rất là thú vị và đáng để thu thập. Đây là Doctor Ratio, anh ta là một thầy giáo dạy môn số học và hình học không Tuy tuổi còn trẻ nhưng Dr. Ratio đã có cho mình đến tận 8 bằng tiến sĩ trong khi tôi mãi vẫn còn nợ môn ra trường. Ngoài ra anh cũng là một nhà điêu khắc tài ba và là người vô cùng tự luyến vì chỉ thích điêu khắc tượng của bản thân. Không chỉ thế khi ra ngoài anh còn hay che mặt bằng một chiếc đầu thạch cao không biết để làm gì. Là một thầy giáo rất là nghiêm khắc và cộc tính rất hay khấy điều học sinh của mình đặc biệt là bạn Aventurine. Chỉ cần bạn dám làm sai thì thầy sẽ dám chửi sấp mặt bạn. Ngoài sở trường chửi người ra thì thầy Ratio còn là quán quân bộ môn trọi phấn món ăn tinh thần mà chỉ có mấy fan ngồi bàn quý hay nói chuyện riêng trong lớp mới được nhận, nhưng phấn của thầy Gatio hơi đặc biệt vì không chỉ sát thương cao mà trong đó còn kèm theo ảnh 3D về phương trình về toán cấp cao. Khi thấy một công trình kiến trúc sắp đổ xuống thì thay vì chạy đi xa thầy ấy lại đứng nhìn để tính quỹ đạo mà nó rơi xuống. Thầy ấy có một ước mơ đó chính là chữa được căn bệnh cứng đầu của mấy đứa không biết gì nhưng luôn tỏ ra là mình hiểu biết, nhưng vì phương pháp có hơi sai nên học sinh của thầy giờ chạy qua chơi với cô thể dục hết rồi chỉ còn mình thầy thôi.